Tiếp tục đồ linh mỹ đã qua sử dụng. Lên xin chào tất cả chị em ha. Đồ lam lên có mờ số 5 dây kéo đồng mà tem nó lủng lẳng mất rồi này. Con này là medium long. Medium là 70 đến 80 kg nha anh em. Dây kéo đồng tem này. Vẫn đọc được. Có cái là gần rớt thôi. Medium là 70 đến 80 kg. Vai của nó là 55. Long là cao 1m74 trở lên, dài áo là 85. Cao 1m74 trở lên nha. Dây kéo đồng thì đời 7x 8x. Ở đây có một cái logo của thủy quân USMC này anh em này. Con này giá của nó là 800, bây giờ sale luôn xuống 500.000. Mà đầu lai thấy lủng một lỗ đây rồi nè. Con này là dây kéo của nó cũng bị không ăn. Nó kéo lên đây nó không ăn. Anh em mở cái đầu này bỏ đi. Bỏ cái đầu khác vào. Bỏ cái đầu khóa khác vào nha. Vải thì rất là lì vải không? Dây nó bị dơ này. Đây nó bị dơ một chút. Đây nó bị dơ nha em. Dơ nha. Mấy vết dơ này anh nhầm gì với một con đồ cũ đã qua sử dụng vào em? Có hai chấm dơ này. Đấy. Qua bên này cái cổ tay này. Ở đây dơ này. Qua bên này ok ha. Qua bên này cũng ổn luôn. Nhưng mà cái lai là nó bung lai này. Bung chỉ ở dưới lai này anh em cho nó gấp vào trần lại giùm em cái. Trần lại giùm em cái. Rồi. Ai 70 đến 80 kg chốt con này giùm em là 500.000 mã 48. Sale thêm một phát nữa luôn. 400.000. Bán sale thêm một phát nữa luôn nhá. Em sale từ 800 này. 800 xuống 500 giờ chơi 400 luôn. Mã 84. Mở hàng đầu lai rồi. Hàng đầu like ta chơi 400 luôn nha. Chơi là bay nhà vài bữa. Em mà có đi ăn mày ngoài đường anh em vớt em. Em mà có đi qua nhà xin thì cho nha. Đừng có. Tiếp một con Philot của Philot N2B. Cực kỳ ấm. Con này đi Nhật, bao đi Nhật được rồi nha. Cái lông mũ này nè thì anh em thích thì anh em để mũ, còn không thích anh em mở cái mũ này ra được. Mở mũ ra nó thành một cái ve cổ. Đấy, thành cái ve cổ ha. Dòng này thì cực chất, cực ấm. Nói về cái chất của nó thì khỏi phải lăn tăn, mà nó lại được rẻ như con thằng N2B này. Là bình thường nó đắt hơn MA1, mà nói chung là bán cũng phải biết chợ mà bán. Đúng chợ đúng nơi thì nó đắt, còn bán ở đây thì ít người biết giá trị của nó. Dài áo là 59. Ít người biết giá trị cho nên là con này giá trị nó rẻ. Rồi, size gì đây? Slack. Hàng cấp phát của Linh Mỹ nghe. Slack. Trên này xuống thì dơ. Dơ hầy. Anh em nhìn này, nhìn tổng quát cho em này. Dơ hầy, nhưng mà chất Philot khỏi phải chê luôn. Cái chất Philot này thì em nói thiệt chứ, trong này vẫn còn hai cái ngòi của nó nha. Hơi bị chất như nó cất. Ở đây nó lủng một lỗ. Nhưng mà con này chất liệu thì đỉnh, nhưng mà không mới đâu. Nó bị dơ này. Anh em nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ này. Ở đây nó bị móc một cái sợi chỉ, nó rút từ bên này qua đó. Cho nên bán con này có 600.000 thôi đó. Ở đằng sau này nó bị dơ này. Một con Philot mà bán 600.000 thì thôi rồi chứ phải không à. Nó dơ cổ tay một chút này. Nói chung con này là về là phải tút lại. Mà giá 600 là bán. Bán vào một cái con Philot của không quân. Em đo chiều dài nha. Anh em để cái chiều dài này. Dài chỉ có 59, 58, 59 à. 58, 59 là ngắn rồi đó. Cái dòng này nó ngắn chứ không có dài. Con này là 70 đến 80 kg. Dây kéo bo này. Rồi cái cổ á, cái cổ mà ông ấy làm cái mũ liền đổi lên còn không ấy anh em thả như vậy.
Trời ơi, con này em cảm giác nó như kiểu là một dạng đồ cổ luôn á. Mà bệnh vào nó hùng hồn quá trời luôn. Cái chất liệu của Philos này nó hùng hồn lắm thôi. Bo thì cái bo dưới còn ngon rồi, bo tay lũng rồi này. Anh em mà muốn thay là phải thay đồng bộ nha. Thay là thay cả cái này. Chứ giờ cái này nó lệch tông mới hơn, cái này cũ hơn cũng không coi được. Mà bo áo thì vẫn lũng bên trong rồi. Bộ áo thì đang đẹp lắm nhưng mà vẫn bị lủng bên trong này. Rồi, chốt 600 thôi. Mã 83. 600.000 mã 83. Tiếp con M65 nữa. À M51. M51. M43, M51 em biết. Con này là vai 51. Dài áo 75, 51 là small à. Con này em dòm cái cổ giùm em cái này. Cổ là màu dơ nha. Ở đây nó bị nổ hai phát này. Nổ hai ba phát nhỏ nhỏ xíu xíu. Chù chà, con này dơ quá. Bán rẻ con này nha. Em lên giá là 400 nhưng mà giờ vẫn sell con này luôn. Dơ này. Nguyên cái thân này nó vàng vàng. Có mấy cái vết dơ vàng vàng em nhìn thấy không? Chứ hầy luôn, em không có chỉ nữa nhé. Cái cổ tay thì nó tưa này. Áo này là M43 chứ không phải M50 đâu. Ông tay dơ này. Đằng sau này cũng bị ố. Tức là dơ đất nó văng tựa lưa tít lướt. M43 mà giờ bán như kiểu nhôm nhựa. Ông tay này nó dơ quá trời luôn á. Cái hàng cúc này là vô giá nhất của nó. Một hàng cúc vô giá nhất của nó. Báo cáo anh em là áo này là áo M43, thông thường là mấy triệu, bây giờ bán con này mấy trăm đây. Đấy, nó là như kiểu áo khoác ấm M65 vậy thôi. Nhưng mà dòng này đời đầu cho nên cúc không có dây kéo. 60-70kg y hệt như M65 vậy thôi. Rồi, em bán 400, bây giờ chơi xuống luôn 300.000 mã 82. Xuống nữa luôn á. Xuống này chứ đủ xuống luôn. 300.000. 300 là dành cho những con áo mà rách te tua nhá. Con này chỉ dơ thôi, có rách đâu. Cái một con Philos bữa nay lên Philos hơi nhiều ấy. Một con Philos Paka nữa. Cái lông này. Ở trong này thì một tia set Made in China. À Japan. Con này của Nhật. Một tia set. Con này mùa đông anh em. Dài áo là 89. Màu xanh đen. Philos Paka. Đấy. Mềm mại Philos, chất liệu mềm mại. Ở đây nó bị dơ một chút này. Cái này là như cái gì quẹt lên. Đằng sau này đều, bên này cũng đều và đẹp. Đều và đẹp hết nha. Đều và đẹp hết đây. Rồi. Chị dài nhớ dùm em phải cao trên 1m74 nhá. Còn dưới thấp hơn là đừng có đụng mấy con bắc ca này nè. Cái con bắc ca và măng tô là nó dài và được xin, nó dài lắm á. Rồi con này là 90kg. 85-95kg. 400.000 mã 81. Nói chung là phong này là phong rộng. Mình bận rộng cũng được, không có sao hết. À, có cái áo của em bé. Áo em bé 2 tuổi, nếu như 1 tuổi mà bự bự cũng chơi luôn. Và 3 tuổi mà chật chật cũng tua luôn. 200.000. Mã 80, màu xanh ô liu, đẹp tuyệt vời. Ông một cái, cháu một cái nha. Nhà mà có cháu nội, cháu ngoại là nên mua hai đứa hai cái anh em. Làm ông phải công bằng một chút nha. Thương ngoại phải thương nội, chứ đừng có thương một mình ngoại là teo đời này. Phải công bằng. Mình là người lớn là phải công bằng. Công bằng là quan trọng nhất. Rồi, tiếp tục một cái quần nữa. 6 thứ hộp chất vải kaki, bụng là 104. Hàng cấp phát của Linh Mỹ. Dài quần là 112. 112. Xanh đẹp chủ, nó mới tinh à. Con này nó mới tinh à. Mới nhưng mà cái nút vẫn có hằn này. Nút vẫn có hằn. Mới keng. Có đây đôn anh em, đôn về bớt 5 phân được. 200.000 mã 92. Em nói thiệt anh em chứ đáng lẽ là quần là phải bán đắt.
bởi vì quần nó hiếm lắm, mà lại quần này đã không có còn bán rẻ nữa. Tiếp một con của Thủy Điển, con này vải dày như màu số 5 nha, nó dày lắm mà nó nặng. Thủy Điển nó có nhiều dạng lắm, cái áo hồi trưa em like thì nó hơi mỏng, con này thì nó một lớp mà nó dày như con bò. Vai 53 và dài áo là 93. Con này bằng như áo màu số 5 và dày nha anh em, dày nhá. Em nhỉ 48 này. Wow, nó nặng lắm. Con này phải 2 kg. Và nó dài á, màu xanh thì đẹp. Của Thủy Điển. Màu xanh của nó thì khỏi phải chê. Cái độ đẹp của cái màu là khỏi phải chê. Anh em mà lấy cái vải này về may mũ á, hơi bị đẹp luôn. Chỗ này có một cái vết gì trắng trắng rồi đó. Em thấy có cái vết gì trắng trắng ở đây này, như kiểu bị chà vào đây, nó trắng trắng rồi. Nhưng mà nhìn mặt thẳng rồi không nhìn thấy, nhưng mà nhìn trên xuống rồi thấy. À, con này nó xài bằng miếng dán và xài cúc nha bà con. Xài miếng dán và xài cúc. Con này là 85 kg, 75 đến 85 kg. Còn cái mũ là mũ liền nhá, mũ liền. Dài là phải cao trên 1m74 mới vần được. Chốt giùm em 400.000 mã 91. Nặng nha, nhớ giùm em là vải nó dày nặng như mùa đông á. Tiếp con Philip của Không Quân. Con này không có bo ở dưới, nó suông và nó ngắn nha. Con này là của Không Quân, có cả lót mùa đông và mùa hè, anh em sử dụng hai mùa được. Chất vải kaki, vai 46 và dài áo chỉ có 58 thôi. Chỉ có 58 thôi. Đều đẹp hết, không có lầm lỗi gì hết. Cái này bận lửng lửng, em cao 1m58 mà em bận con này là nghe là lọt rồi đó. Số ký thì không có vừa thôi, nhưng mà vừa luôn. Nếu mà thích là thầu được luôn. Nó chỉ rộng hơn em có một chút, 70 kg thôi. Con này là 60-70 kg. Chiều cao anh em nhớ chiều cao này, em là cao như vậy, anh em nhìn cái chiều cao của em để bận. Đúng rồi, cái này là phải lên đây nè, đúng không? Nó nằm phải nằm treo vậy nè. Cái này em cũng hơi dài một chút đó. Rồi cái đầu này nó bể rồi. Cái đầu cài củ khóa này nó bể, nó đi du lịch mất tiêu. Hàng cấp phát của Linh Mỹ nha anh em. Đi du lịch mất tiêu, bỏ một cái đầu khác vào giùm em nha. Chốt giùm em con này giá là 300 mã 90. 300.000 mã 90. Con nó còn đẹp lắm ha. Tiếp cái quần này 6 thứ hộp của hãng True Spec. Hàng của Mỹ nha anh em. 6 thứ hộp. Mới đẹp. Cái bụng của nó là 110. Con này là bình thường là 1,5 triệu chắc luôn này. Dài quần là 96. Chiều dài nhớ giùm em chỉ có 96 thôi nha. Xanh lè. Đẹp tuyệt vời luôn. Con này bình thường là 1,5 triệu nha bà con. Mới keo. Nhưng mà chiều dài nó bị ngắn. Bán rẻ con này cho anh em là 390.000. 390.000. Cái chiều dài là đường chỉ thì rin mà sao nó ngắn vậy ta. 390.000 mã 89. Em lên 500 đó. Giờ bán xuống 390.000 luôn. Tiếp một con áo nỉ hàng Thay Chiến. Con này nó tem in đây mà thấy mặt trời lòi đây nè. Thấy một sao rồi đó. Con này Thay Chiến nha anh em. Vai của nó là 49. Vai 49, dài 71. 49-71. Con này màu cổ á. Bên này đều đẹp nhưng mà đây nó bị dơ một chút này. Đây nữa. Như kiểu là nước á. Nhưng mà không phải nước đâu, nó ướt mà, nó khô mà. Ui giời ơi, cái cổ tay này nó dơ này. Bên này nó cũng dơ này. Em nhìn thấy không? Dơ nè, mấy cái chỗ đậm đậm là nó dơ đó. Bên này thì chỗ này dính một chút dơ nhỏ xíu thôi. Qua ống tay này,
chỗ này nó bị rách rồi. Nó bị rách rồi. Chỗ này nó bị dơ một phát này. Cái tem in thì nó mờ chữ rồi. Nhưng mà có cái tem này hơi VIP phải không ạ? Tem này 300 hai cái này. 300 ngàn hai cái. Rồi con này 70 đến 80 ký, 300 nghìn mã 88. Mã 88. 300 nghìn mã 88. Thôi con này em sẽ bớt lại anh em luôn. Bớt luôn nha. Cái tem này được 150 rồi. Tem này được 150 rồi, con áo này 300 nghìn bán xuống 250 luôn. Hai trăm rưỡi luôn, mã 88. Trời khô máu luôn. Tiếp con của Đức này. Tiếp con này của Đức. Của Đức hay của Nga ta? Con này là vai 57. Vai 57. Thủy Điển hả? Vai 57 dài 69. À, dài 89. Vai 57 dài 89. Con này là của Đức chứ. Nào. Con này chất vải cực kỳ mềm mại nha em. Nhưng mà đẹp. Con này đẹp. Vải dày và mới nhưng mà form như áo ba đường à, quên áo măng tô á. Áo alpaca á. Nó phong nó dài cũng là phải có chiều cao dài nha. Còn cái này phi size có dây rút ở đây thì anh em rút to nhỏ tùy anh em này. Hiện tại con này là trên 90 kg. Nhưng mà mới và đẹp. Nhưng mà theo em con này về anh em đổ cắt ngắn như vậy này. Cái dây rút này là mình đổ luôn. Mình đưa xuống đây mình rút làm cái áo khoác. Áo khoác bo nó ngắn như vậy cái mũ này. Anh em mà đồ nhỏ như vậy thì nó đẹp tuyệt vời. Chỉ nếu mà ôm nhỏ thì chỉ cần thở may đạp có một đường nhỏ siêu nó vô vậy là nó nhỏ à, đẹp. Đẹp quá trời đẹp luôn. Áo đang còn mới mà cái miếng dán này này. Miếng dán bằng dán đồ chơi. Mũi kem. Tên tuổi vẫn đang còn nguyên ha. Chốt cho em con này giá sale luôn này. Em bán 400 giờ sale 387. Mà 300 387. Tiếp một con jacket. Lâu lắm rồi không có thấy con jacket nào ấy. Bữa nay mới thấy loài một con jacket này. Trên này thì có mũ. Có cái cổ, có cái mũ ở trong ha. Ở đây thì lủng một lỗ rồi. Mũ ở trong mà lủng lỗ rồi đó. Rồi em đo chiều dài của con áo là 77. Dài áo 77. Ở đây nó bị dơ này. Hai vết dơ này. Con áo này mất cả hai cái cúc nha nghe. Đồ mới con này không có cao nữa đâu. Đồ mới con này được cỡ tầm 80-85 nữa. Ở đây nó dơ nhưng mà cái vải này vẫn dày ngon lành nha. Cái đồ mới thôi chứ còn con áo thì cái cổ tay nó bị nổ một chút rồi. Đây nó dơ này. Cái này thì ok. Rồi đây dơ nữa nha bà con. Dơ nữa nha. Ống tay này của ông dưới lai này nó nổ này. Em đo chiều dài vai này không có đâu vai được đâu. Dài áo là 80. Bảy mấy 80. Tem này. Tem dòng 18 đăng hoàng chứ bố ha. Màu xám. Cái này gọi là màu lót trứng sáo. Rồi con này là 75-85 kg là ok luôn. Anh em có thể rút về là 65-70 cũng được ha. Cái này là nó kiểu là nó đa dụng. Chốt dùm em con này là 400 mã 86. Bán luôn 300 ngàn. Em sale trực tiếp nữa luôn. 300 ngàn mã 86. Em viết đây 400 á.
chơi là chơi khô máu thôi. Có anh nào chơi lại được với em không? Nhưng mà chơi đã sale là không trả giá nha, dứt khoát không trả giá nha. Em đã sale là từ miệng em, từ tay em sale, từ em trả giá bớt giá mà anh em trả giá rồi là em không ưng đâu. Cái một con này là áo chất liệu áo mưa, ni lông phòng mưa này. Con này anh em bẩn đi mưa là ok nha, còn mưa to ướt hay không ướt thì em không có đảm bảo. Nhưng mà trước mắt là con này là đi mưa và ở trong là có cái lót, tức là đi mưa mà lạnh là có cái lót này, lót này anh em gỡ ra được, mở bằng cây cúc à, anh em mở ra được, rất là lịch sử. Con này rất là lịch sử luôn. Ở trong cái túi, ở trong này có cái túi đựng này à. Còn cái lót này là mùa đông, mùa mưa mình đi bẩn thì mình để cho nó ấm. Hoặc là anh em bẩn làm áo ấm, chạy trời rét lạnh. Trên này có mũ luôn rồi trời, trong này có mũ luôn này. Con này chất như nước cất nha. Con này L, size L à, không có mắc in gì hết. Size L, không có mắc in gì hết. Áo mưa này bình thường bèo bèo nó không phải là 600-800 nghìn phải không à, 600 nghìn trở lên. Bây giờ con này em sẽ đo vai, bán rẻ luôn nha. Con này là vai 58, 90 ký rồi. Dài áo là 90, mới, màu xám luôn, mới thì bao mới luôn. Con này rất là thiện và đẹp, hơi dài nha, tới đầu gối em rồi đó. Con này là 90 ký, 85-95 ký. Chốt bán rẻ luôn, 400 nghìn mà 85. Bán 400 ngàn cái con áo mà đi tuyết á, em đã bán 500 ngàn rồi. Chứ đừng nói con này là đi mưa. Ở đây là dưới này có cái túi này. Áo mới nhưng mà chỗ này nó bị dơ một phát đấy này. Dơ một phát đấy đó. Em review coi có chỗ nào bị gì nữa mà. Cho nó cắt. Con này mà anh em mà không lùm là hơi bị phí, bị dơ đây thôi nhá. Đây có cái túi này. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi, hết. Hết, đẹp, mới và đẹp, 400 ngàn. Chốt chúng em, anh em không cần làm áo đi mưa, anh em cần bận làm áo mùa đông cũng được. Nói chung là anh em tận dụng kiểu gì cũng được hết. Em cảm ơn và chào hẹn gặp lại anh em ha. À, chúc mọi người một đêm an lành. Một đêm an lành, ngủ ngon rồi ngày mai gặp lại nha anh em. Đừng quên em nha. Ngày mai làm lơ em là rồi á. Rồi em chào ạ.